Chào cô chú, chị đã xem kênh cô Bạc Liêu. Hôm nay mình và cô Út cùng gia đình đi về Bạc Liêu để dự đám giỗ của mẹ của cô Út nha mọi người. Trên đường như thế nào thì mọi người hãy theo chân chúng mình và cô Út nha mọi người. Đang chuẩn bị lên xe. Đã lên xe và ổn định chỗ ngồi và xe cũng đang chạy và mình hẹn gặp mọi người ở trạm dừng chân gần nhất nhé. Mình đã tới quán ăn rồi mọi người. Có hồ cá bự nữa, mọi người mình quay cho mọi người coi nha. Bây giờ ăn uống đã no say thì lên xe đi tiếp, hẹn gặp mọi người ở trạm dừng chân kế tiếp nhé. Hả, tới nhà. Đây là những vuông tôm người ta để phơi đất để người ta ủi lên đến đất mới để người ta nuôi tôm tiếp. Chiều có thể ra đây thả diều và hóng mát, rất là mát nha mọi người.